Xin chào các bạn, mình là Achi. Thì bạn nào mà đang chơi trên thị trường coi ạ thì chắc chắn là phải đăng ký cho mình một cái sàn để mà mua bán những cái đồng coi. Và một trong những cái sàn tốt nhất thế giới hiện nay đó là sàn Binance các bạn nhá. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký và KIC sàn Binance. Thì tại sao chúng ta lại chọn sàn Binance thì đây mình sẽ phân tích những lý do này. Đầu tiên À, nó là một cái sàn lớn nhất thế giới hiện nay đó là nó, nó là top đầu rồi các bạn nhá nguyên nhân thứ hai là phí giao dịch của nó rất là thấp mình thấy là nó thấp nhất cho các loại sản đấy thật sự luôn là mình đã trải nghiệm rồi nó phí nó giao dịch rất là thấp và nó niêm yết rất là nhiều những cái đa dạng loại coi và token cần giúp cho chúng ta gọi là có nhiều lựa chọn hơn đó, đa dạng tiếp theo là nó có thể dùng cái chính cái thẻ atm tại việt nam để có thể gọi là mua bán trao đổi ở trên cái sàn Binance các bạn nhá. Đó là một cái lợi thế mà trên sàn Binance mà ít nhà sàn nào có được ở thị trường Việt Nam. Tiếp theo là nó có giao diện bằng tiếng Việt rất dễ sử dụng. Đó, nó rất là nhiều những cái ưu điểm mà chúng ta nên đăng ký sàn Binance. Và chúng ta đã biết là sau này khi mà đồng Pi của chúng ta đang chuẩn bị lên sàn. Nếu mà lên sàn thì chắc chắn là nó sẽ niêm yết ở những cái sàn lớn nhất thế giới đó tại vì binance là top một thì chắc chắn là nó sẽ ưu tiên được niêm yết ở trên binance là đầu tiên đấy là trong tương lai các bạn nhá, thế nên là các bạn nên học hỏi và đăng ký cho mình ngay một cái tài khoản trên sàn binance để mà bắt đầu làm quen dần khi giao dịch mua bán coi ở trên này các bạn nhá, thì đường link đăng ký mình để sẵn ở dưới phần mô tả của video, thì các bạn nào có thể kích vào đó và giao diện nó sẽ hiện ra như thế này đây hey, tạo tài khoản miễn phí thì các bạn sẽ chọn phần là email cho mình nhá sau đó các bạn điền email vào đây đó mật khẩu mật khẩu thì lưu ý các bạn là tối thiểu là tám ký tự có một ký tự in hoa một uh, chữ số và có thể thêm ký tự đặc biệt cho mật khẩu nó mạnh nhá đó sau đó các bạn lưu nó vào quyển sổ ấy. không là hay quên ấy. quên là lại 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 mất mệt lắm nhá đó, sau đó các bạn kích vào là tạo tài khoản cho mình đó, sau đó các bạn kéo cái cáp tra này nhá đó, nó sẽ khớp vào đây là được đó khớp rồi đó, tiếp theo hãy nhập mà mã xác minh được gửi đến email thì các bạn sẽ vào cái hộp thư đến trong email ạ kiểm tra nhá à, đây là cái mã sau số mà nó gửi đến email của mình thì các bạn copy của nó vào đây nhá copy vào và sẽ dán nó vào đây các bạn ạ đây điền nó vào đây là chúng ta sẽ đăng nhập vào và nó sẽ ra một cái màn hình giới thiệu thì nó sẽ có bước là bỏ qua ở góc trên cùng bên tay phải này các bạn kích vào bỏ qua thì giao diện tiếp theo nó sẽ như này thì đây là giao diện tiếp theo nó sẽ yêu cầu chúng ta là xác minh điện thoại và xác minh gold otikaten thì đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách xác minh số điện thoại các bạn kích vào đây sau đó các bạn chọn việt nam nhá kéo xuống dưới Đây Việt Nam đây cộng tám tư nhá các bạn nhá. Sau đó các bạn điền số điện thoại các bạn vào đây không chín tám bảy chín tám sáu. Ok sau đó các bạn điền đúng số điện thoại đúng không các bạn kích vào là gửi mã cho mình nhá. Các bạn kiểm tra vào tin nhắn của mình ạ tám tám hai tám năm năm bảy tiếp theo các bạn à, gửi tiếp là cái à, gửi mã email ạ các bạn kích vào đây đấy nhá, năm hai tám bảy không bốn năm hai tám bảy không bốn đó Thế là đúng là nó sẽ đưa chúng ta vào trình tiếp theo nhá. Bước tiếp theo, Archie sẽ hướng dẫn các bạn cách xác minh Gold OT nhá. Thì các bạn kích vào là xác minh Gold này. Tiếp theo lại nó sẽ yêu cầu chúng ta là nếu mà bạn nào mà chưa có cái Gold OT ấy, thì các bạn sẽ tải về nhá. Một là trên App Store, hai là trên Google Play. Nếu mà các bạn chưa có thì tải về. Còn Archie đã có rồi ấy, thì mình sẽ mở cái auti của mình ở trên điện thoại lên và mình sẽ bắt đầu là kích tiếp theo nhá đó nó sẽ ra cái qr code này này thì bắt đầu mình vào điện thoại nhá mình sẽ dùng camera điện thoại mình quét cái mã code này à, thì đây là cái auti của mình ở trên điện thoại các bạn nhá thì các bạn kích vào auti cho mình đó sau đó các bạn kích vào cái dấu cộng này nhá add Account này Tiếp theo các bạn kích uh, vào là phần là uh, scan QR code. Uh, sau đó các bạn uh, đưa cái camera trên uh, điện thoại của bạn uh, quay vào cái mã QR code này các bạn nhá. Thì nó sẽ tự động nó quét và nó sẽ ra giao diện như này này. Đó trên điện thoại đây các bạn nhá. Thì các bạn sẽ đặt tên cho nó và sau đó các bạn kích uh, vào là xây lưu cho mình. Đó đây các bạn nhìn thấy không? Uh, nó đã ra cái sáu số QR code của thằng Binance rồi Đó thì cứ 30 giây nó lại thay đổi cái QR code một lần Sau đó chúng ta lại ẩn điện thoại ra Và vào lại cái thằng Binance của chúng ta nhá Đây Binance này này Thì các bạn kích vào phần là tiếp theo cho mình à, Tiếp theo ấy, nó sẽ yêu cầu là chúng ta là Xin hãy ghi lại cái cây Đây là cái cây đây các bạn nhá Cái mật khẩu ạ à, Lưu lại cây này lên một mẫu giấy nó sẽ giúp bạn khôi phục Gold Authy trong trường hợp mà mất điện thoại đó đây nha các bạn nhé các bạn lưu cái mã này vào cái một quyển sổ ấy sau đó lưu xong các bạn kích vào là phần tiếp theo cho mình nó nó lại yêu cầu chúng ta là mã xác minh email thì các bạn lại kích vào là gửi mã cho mình nhá rồi các bạn lại vào kiểm tra email này mình sẽ copy nó vào đây đây, các bạn dán nó vào đây nhé Tiếp theo là mã xác minh gold Gold thì các bạn lại vào cái phần OT của chúng ta ở trên điện thoại ấy. Các bạn lại vào lại OT nhé Các bạn bật phần Binance lên 680 715 Ok sau khi mà đã Điền cái 6 số trong OT lên ấy, thì các bạn sẽ Kích vào là gửi cho mình nhé đó vậy là ati đã hướng dẫn xong các bạn là cách à, à, cài hai fa ot gôn nha các bạn nhá à, bước tiếp theo mà các bạn cần làm là các bạn đi xác nhận danh tính thì các bạn nhìn thấy mục tổng quan này sau đó các bạn kích vào phần là bảo mật cho mình đó các bạn để ý bên tay phải nhá nó có chữ là xác nhận danh tính thì các bạn kích vào là xác thực đó thì các bạn nhìn thấy mục là thông tin cá nhân thì các bạn kích vào bên này là xác thực cho mình nhá đó đây trên này là quốc gia là việt nam rồi đó, thông tin cơ bản này thì các bạn sẽ kích vào là bắt đầu nhá đó đây là việt nam rồi này trên này là các bạn sẽ điền cái số chứng minh thư nhân dân của các bạn ấy thì mình sẽ điền vào đây nhá không không một không Đó, dưới này là các bạn điền họ tên đầy đủ nhé ngày tháng năm sinh này cái mục ngày tháng năm sinh này nó hơi phức tạp nhá các bạn cần tập trung nhá mình hướng dẫn chi tiết này các bạn sẽ kích thẳng vào đây nhá kích cái mũi chuột này đó thì đầu tiên là các bạn chọn năm cho mình ví dụ A Chi là sinh năm 1989 thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mũi tên ngoài cùng đây nhá các bạn kích vào đây nó nó sẽ dịch dần dịch dần một chín của mình là một chín tám chín đó các bạn nhìn thấy một chín tám chín nhá ok là năm nhá tiếp theo là mình là tháng sáu tháng sáu thì nó là tiếng anh thì mình sẽ phải dùng đến hùa dịch nhá nếu bạn nào không giỏi tiếng anh thì rất đơn giản các bạn dùng dịch ví dụ của mình đây là tháng sáu thì đây mình sẽ chọn tiếng việt nhá đó tháng sáu của mình là June các bạn nhá tiếng anh là June thì các bạn lại vào đây các bạn đây là Faber đúng không? Thì các bạn kích vào xem nào. Đấy, mây xong đến run đây nhá. run là 19 à, tháng tháng 6 là ok rồi đúng không? Tiếp theo là cuối cùng là ngày nhá. Ngày là của mình là ngày ngày mùng 6. Đó thì đó các bạn ok này. À, mùng 6 tháng 6 năm chín là các bạn điền y như vậy. A à, chi hướng dẫn là xong nhá. À, địa chỉ cư trú, địa chỉ cư trú thì các bạn điền đúng cái địa chỉ của bạn vào đây. Đó, mã bưu điện. Mã bưu điện thì các bạn lên Google ấy. Đây các bạn lên Google nhá. Các bạn tìm kiếm là ví dụ mã bưu điện của mình là mã bưu điện Hà Nội đi. Đó các bạn ở tỉnh nào thì các bạn kiểm tra mã bưu điện của tỉnh bạn, ví dụ là Quảng Ninh hay là Hải Phòng hay là uh, con tum Gia Lai. ví dụ thế các bạn uh, tỉnh nào thì các bạn lên Google. Đó thì nó sẽ có chữ uh, mã bưu điện này này. Đó thì các bạn cứ uh, tra thông tin nhá. Thì uh, có cả ba tỉnh, bạn muốn uh, tỉnh nào thì các bạn điền đúng vào đấy. À, trở lại đây nhá đây là mã điện của mình này thành phố này thành phố hà nội này đó sau đó các bạn điền đầy đủ thông tin này sau đó các bạn kích vào là à, thông qua việc nhấn vào nút này này Đấy, các bạn kích vào đây nhá đó ok rồi thì các bạn à, kích vào là mục à, tiếp tục cho mình à, nó nói là hoàn tất à, xác minh cơ bản tiếp theo là các bạn đi đến à, xác minh nâng cao các bạn nào chọn lại giấy tờ chứng minh thư hộ chiếu bằng lái thì mình chọn chứng minh nhá đây chứng minh thì mình kích vào tiếp tục đầu tiên là nó yêu cầu chúng ta là tải lên chứng minh thư đầu tiên là tải mặt trước mặt trước thì nó có hai yêu cầu hai lựa chọn cho các bạn một là chụp ảnh hai là tải ảnh lên thì mình sẽ chọn mục là tải ảnh lên nhá đây là mặt trước này Đó là mình đã tải, tải mặt trước lên Tiếp theo là ở, ở ô dưới là tải à, mặt sau của chứng minh thư của các bạn lên nhé Thì mình lại kích vào là tải ảnh lên Đó sau khi đã tải mặt trước và mặt sau của chứng minh thư lên Thì các bạn kích vào là tiếp tục cho mình Tiếp theo này à, tải ảnh à, chân dung À, lên nhỉ. thì à, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách à, chi tiết nhé. À, thì bước này các bạn sẽ tải cái ảnh à, chân dung của các bạn lên. thì đây là cái ảnh à, ví dụ nhá và nếu mà các bạn muốn nhanh ấy thì các bạn sẽ à, cầm cái chứng minh thư các bạn à, đặt à, trước ngực các bạn à, chụp cùng với mặt thì nó sẽ nhanh hơn nhá. sau đó các bạn à, chụp xong các bạn sẽ tải ảnh lên này. đó, đây là mình đã tải ảnh xong nhá. sau đó các bạn à, kích vào là tiếp tục cho mình đó nó sẽ nói là uh, yêu cầu chúng ta là không đội mũ này không đeo kính này uh, không uh, dùng uh, làm đẹp, là phần mềm chỉnh sửa ấy sử uh, dụng uh, ánh sáng uh, vừa đủ các bạn kích uh, vào uh, bắt đầu xác minh cho mình open your mouth. Open Đó, uh, sau đó là nó sẽ uh, uh, truy cập cái camera trên uh, máy tính của các bạn ấy thì uh, mình đã chụp rồi uh, mình sẽ di chuyển cái khuôn mặt làm sao cho nó À, vừa cái, à, khu hình tròn nhá thì nó sẽ tự động nó chụp cho mình thì nó báo này à, xác nhận cuối cùng sẽ được gửi qua email hoặc là MS à, 70% tài khoản được xác minh cho vòng 2 giờ nhưng người dùng có thể bị chậm chế đến à, 3 ngày thì các bạn à, có tích về đây thì các bạn sẽ kích vào là đóng nhá đó thì là chúng ta là chờ xác minh thôi thì khoảng à, một thời gian 2 giờ đến chậm nhất là 3 ngày thì nó sẽ xác minh cho các bạn À, vừa rồi chi đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký cũng như là KEC cái sàn binance à, tuy là nó cũng là hơi là phức tạp nhưng mà đây là những cái bước cơ bản nhất mà chúng ta cần nắm bắt cần học hỏi khi mà chúng ta mới bắt đầu vào thị trường crypto thị trường coin này các bạn nhá nên là các bạn phải nắm vững những cái cơ tự cơ bản này rồi chúng ta mới nâng học lên nâng cao dần dần thì cái video sau ấy Archie sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nạp tiền cũng như là cách mua những cái đồng coi ở trên sàn binance này như thế nào một cách chi tiết thì mình cũng xin phép là được kết thúc cái video ngày hôm nay tại đây cảm ơn các bạn đã theo dõi video và đừng quên cho video của Achi một nút like và một nút đăng ký kênh các bạn nhé nhớ cập nhật những cái video mới nhất từ Achi mình cũng xin phép là được tạm dừng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin chào